Just Tati, hot girl Trâm Anh thừa nhận mang thai sau 3 tháng kết hôn. Chỉ vừa làm lễ ăn hỏi cách đây không lâu, nam ca sĩ trẻ đã hào hứng khoe về thiên thần đầu lòng của cả hai với người hâm mộ. Thay vì giấu kín như các cặp đôi khác, thì Just Tati rất hứng hở thông báo tin vui này đến mọi người. Mới đây trên Instagram, nam ca sĩ Just Tati vừa đăng tải bức ảnh khám thai của vợ tương lai Trâm Anh. Theo đó anh còn khoe cả giới tính của con đầu lòng, con gái bố. Chỉ sau 3 tháng làm lễ ăn hỏi, cặp đôi này đã rất vui mừng khi được lên chức bố mẹ. Just Tati đã háo hức đến mức khoe cả ảnh siêu âm những tháng đầu của con gái. Trước đó anh cũng chính là người khoe với khán giả việc mình và hot girl Trâm Anh sắp đón thêm thành viên mới. Vào ngày 28 tháng 3, chàng ca sĩ từ giới underground Just Tati và bạn gái xinh đẹp Trâm Anh đã bí mật tổ chức lễ đính hôn. Theo đó cả hai đã có khoảng thời gian 5 năm hẹn hò. Đây là con số không ít so với những cặp đôi trẻ tuổi. Sự kiện này được cả hai bên gia đình và bạn bè ủng hộ rất nhiệt tình. Vốn dĩ là người sống khá khép kín và chỉ tập trung cho âm nhạc, không bon chen vào những ồn ào của showbiz Việt, Just Tati đã giấu hết mọi thông tin của lễ đính hôn đến phút chót. Khi đó chỉ có những hình ảnh hiếm hoi do bạn bè của nam ca sĩ chia sẻ trên mạng xã hội. Tưởng chừng như những mối tình của ca sĩ trẻ và hot girl sẽ chẳng đi đến đâu, nhưng cả hai đã có đáp án trái ngược hoàn toàn so với suy nghĩ của mọi người. Anh từng tâm sự trên trang cá nhân. Tiến đến ngày hôm nay thì thật sự anh và em đã đi được hết mọi điều dị nghị và quan ngại của phần lớn mọi người về tình yêu của những con người mang nhiều tình cảm của công chúng. Từ đó tới giờ, thường nghe thấy những điều mọi người lo xa khi một người con gái mới lớn yêu một người làm nghệ thuật vì lo sợ tình yêu bề nổi đó sẽ phức tạp và mang nhiều thứ khó bền. Nhưng chúng tôi đã tự mình phá bỏ nó bằng sự giản đơn như chính con người vốn có của mình. 5 năm là chặng đường không ngắn, cũng chẳng dài, đủ để mang đến đây nhiều sự hy sinh mà chỉ chúng tôi mới có thể cảm nhận được. Chúc các bạn cũng sẽ tìm được cho mình một tình yêu đơn giản nhưng có vỏ như chúng tôi đã từng làm. Điểm danh những sao Việt lấy chồng Tây, người một bước lên tiên, kẻ ôm hận khóc thầm. Quyết định lấy chồng ngoại quốc của nhiều sao Việt khiến không ít người hâm mộ bất ngờ. Thế nhưng không phải cứ lấy chồng ngoại quốc là sung sướng, đã có không ít người phải ôm nỗi buồn vào lòng vì hôn nhân lỡ dở. Thu Minh, tôi một người lận đận chuyện tình duyên, năm 2012, dân mạng bất ngờ vì thông tin Thu Minh lên xe hoa với chồng ngoại quốc. Ông xã của nữ ca sĩ là Otto De Jager, một doanh nhân người Hà Lan. Sau đám cưới, hình ảnh nữ ca sĩ được chồng yêu chuộng, yêu thương cũng như được hỗ trợ về tinh thần và chu toàn cho cô mọi cuộc sống vật chất đầy đủ khiến nhiều người thật sự ghen tị. Hiện tại Thu Minh đang sống trong những ngày tháng vô cùng hạnh phúc bên chồng và con trai. Sự nghiệp của nữ ca sĩ ngày càng thăng hoa khi cô trở thành một trong những ngôi sao quyền lực trong showbiz và không ngừng nghỉ phấn đấu. Hiện tại, gia đình cô đang sống tại một căn hộ giữa quận 3 trị giá 85 tỷ đồng. Không những thế, nữ ca sĩ còn được chồng Tây tặng siêu xe, cũng như sở hữu chuyên cơ, du thuyền sang trọng. Nhiều người nói rằng Thu Minh lấy chồng Tây là một bước lên tiên. Nhìn hình ảnh hạnh phúc của nữ ca sĩ khiến ai nấy đều chân thành chúc phúc cho cô. Hà Anh, tháng 7 năm 2016, Hà Anh lên xe hoa với ông xã Oliver Jordan, sinh năm 1984 ở Anh, kém cô 2 tuổi. Ông xã của siêu mẫu là giáo viên một trường tiểu học quốc tế ở thành phố Hồ Chí Minh. Sau một năm ngày cưới, Hà Anh thông báo mang bầu và mới đây cô cùng ông xã đã vô cùng vui vẻ đón con gái đầu lòng. Ông xã của Hà Anh là một người chồng vô cùng tâm lý và chiều chuộng vợ. Theo như Hà Anh chia sẻ, ông xã luôn đi cùng mình trong tất cả các buổi khám thai, siêu âm để cả hai cùng chia sẻ cảm giác làm bố mẹ. Anh cũng tích cực hỏi bác sĩ có nên thêm kiến thức chăm sóc vợ. Dành những lời có cánh cho chồng mình, siêu mẫu từng tâm sự khi mang bầu luôn được ông xã động viên cũng như đồng hành bên mình. Chính điều này đã khiến cả hai vợ chồng gần gũi, thấu hiểu và yêu thương nhau nhiều hơn. Đoan Trang, kết hôn khá muộn nhưng Đoan Trang là một trong những sao Việt may mắn có được cuộc sống viên mãn sau đám cưới. Quyết định kết hôn với người chồng Thụy Điển Johan Wicklund, tổng giám đốc một thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng, nữ ca sĩ không chỉ khiến người hâm mộ vì khối tài sản kết xù mà còn bởi vì cô luôn được chồng Tây chiều chuộng yêu thương hết mực. Những lần xuất hiện trước ống kính truyền thông, cả hai đều dành cho nhau những cử chỉ ngọt ngào. Ngoài ra, cả hai vợ chồng đều tranh thủ cùng nhau đi du lịch nhiều nơi để có thể hâm nóng tình cảm. Chia sẻ về cuộc sống vợ chồng, Đoan Trang từng nói rằng ông xã là một người sống vô cùng tình cảm. Sau 6 năm bên nhau và có chung một cô con gái, tình cảm của cả hai vẫn mặn nồng như thuở mới yêu. Phi Thanh Vân, không phải cứ lấy chồng ngoại quốc thì mặc nhiên đều được yêu chiều, cưng nựng và được hưởng trọn vẹn cuộc sống về vật chất và tinh thần. Phi Thanh Vân là một trong những ví dụ điển hình cho một trường hợp như vậy. Chồng cũ của Phi Thanh Vân là Tony Plan, người Pháp và hơn nữ diễn viên 15 tuổi.
Lấy nhau được 4 năm nhưng nữ diễn viên đã sảy thai 3 lần. Ở thời điểm không giữ được đứa con đầu lòng, Vy Thanh Vân rất đau buồn và chán nản. Tuy nhiên, cô vẫn được ông xã thương yêu và chăm sóc hết mình. Đến năm 2012, những tranh cãi trong cuộc sống và việc không có con để gắn kết hạnh phúc gia đình khiến cho Vy Thanh Vân và chồng Tây chia tay trong ồn ào. Một trong những lý do dẫn tới ly hôn của Vy Thanh Vân chính là vấn đề bất đồng về ngôn ngữ. Hai vợ chồng dần dần ít nói chuyện hơn khi nữ diễn viên từng chia sẻ cô thấy mình như người thừa thải trong nhà. Cô cũng từng chia sẻ rằng đừng tưởng lấy chồng Tây mà sướng, đàn ông Tây văn minh đến mức hôm nay còn yêu nhưng ngày mai thì đã hết yêu rồi. Thúy Vinh, cô người mẫu từng chia sẻ về cuộc sống hôn nhân của mình rằng chồng chỉ là người hỗ trợ tinh thần mà thôi. Thúy Vinh kết hôn với chú rể Andrew Paul, người Singapore, khi đang mang bầu ở tháng thứ 6. Thế nhưng sau đám cưới 2 ngày, ông xã của cựu người mẫu vội vã trở về Singapore để mặc Thúy Vinh một mình đối diện và lo liệu mọi thứ. Thỉnh thoảng người chồng ngoại quốc mới sang Việt Nam thăm vợ con một lần. Khi Thúy Vinh sinh con thì Andrew cũng chỉ ở lại Việt Nam mấy ngày rồi nhanh chóng trở về Singapore. Cô một mình chăm con ở Việt Nam, vừa quản lý công ty, tất tả chạy ngược chạy xuôi kiếm tiền. Lấy chồng Tây nhưng Thúy Vinh không sướng như mọi người vẫn nghĩ. Yến Trang và Thu Thủy tái ngộ sau hơn 10 năm bất hòa đến mức không nhìn mặt. Mới đây trên trang cá nhân của ca sĩ Thu Ngọc, cựu thành viên nhóm Mây Trắng đã đăng tải ảnh cô chụp cùng Yến Trang và Thu Thủy trong tiệc sinh nhật một người em thân thiết. Thu Ngọc chia sẻ, cuộc đời đâu có gì là không thể. Những hình ảnh Yến Trang và Thu Thủy chịu xuất hiện cùng nhau tại một buổi tiệc khiến người hâm mộ vô cùng thích thú. Bởi sau rất nhiều năm nhóm tan rã, mối quan hệ giữa Yến Trang và Thu Thủy không được tốt đẹp. Thậm chí cả hai còn không nói chuyện, gặp gỡ dù đã rất nhiều lần Mây Trắng hợp mặt. Yến Trang từng chia sẻ vào năm 2017, thực ra giữa tôi và Thủy khi còn hoạt động trong nhóm đã có những bất hòa nhỏ, sự cạnh tranh ngầm cũng đã xảy ra. Đến giờ khi chúng tôi trở thành ca sĩ solo cũng không tránh khỏi việc cạnh tranh và một mối bất hòa chưa thể giải quyết được. Ở dưới status của Thu Ngọc, nhiều người hâm mộ bình luận, Trang Thủy tái hợp rồi, lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, chụp chung như vậy là vui rồi, Yến Trang mà ôm cổ Thu Thủy thì vui hơn. Mây Trắng là một nhóm ca sĩ nổi tiếng được thành lập từ năm 2000 với 5 thành viên ban đầu là Ngọc Châu, Thu Ngọc, Yến Trang, Anh Thúy, Thu Thủy. Năm 2001, Anh Thúy đã tách nhóm và hoạt động riêng với tư cách là một ca sĩ solo. Yến Nhi, em ruột của Yến Trang gia nhập vào nhóm Mây Trắng, giữ vững con số 5 thành viên. Năm 2002, thành viên Thu Thủy tách ra hát đơn ca, Mây Trắng vẫn hoạt động với 4 thành viên còn lại. Nhóm đã giữ vững đội hình đó trong một thời gian khá lâu. Có thể nói đội hình 4 người này là đội hình thành công nhất của nhóm Mây Trắng với hàng loạt hit Ai Ai Ai, Thầm Mong Anh Quay Về, Tình Bạn. Sau này khi Mây Trắng không còn hoạt động, công chúng vẫn vô cùng tiếc nuối. Yến Trang từng tiết lộ có bất hòa với Thu Thủy khi còn trong nhóm và đến thời điểm hiện tại, mối quan hệ giữa hai nữ ca sĩ vẫn là ẩn số khiến công chúng không khỏi đồn đoán. Nhóm nhạc Mây Trắng nhiều lần hội ngộ trong vài năm gần đây, tuy nhiên nếu có Thu Thủy thì không có Yến Trang, hoặc ngược lại. Cuối cùng, Lan Khuê cũng công khai danh tính chồng sắp cưới khiến ai cũng ngỡ ngàng. Không còn giấu giếm, John Tuấn Nguyễn đã công khai ảnh chụp cùng Lan Khuê trên trang cá nhân giữa nghi vấn cả hai sẽ cưới nhau vào tháng 10 sắp tới. Lần đầu tiên, doanh nhân John Tuấn Nguyễn đăng ảnh Lan Khuê trên trang cá nhân và gọi người đẹp với cái tên thân mật khiến người hâm mộ thích thú. Những ngày vừa qua, trên một fanpage chuyên đưa tin về chuyện người nổi tiếng trong showbiz đã đưa thông tin Lan Khuê sẽ lên xe hoa với John Tuấn Nguyễn vào tháng 10 sắp tới. Sự việc nhận được nhiều quan tâm từ phía cộng đồng mạng. Được biết cách đây ít phút, đại gia John Tuấn Nguyễn bất ngờ đăng tải bức ảnh chụp chung với Lan Khuê trên trang cá nhân. Đây là lần đầu tiên doanh nhân họ Nguyễn công khai hình ảnh chụp cùng hoa khôi áo dài Việt Nam 2014 trong suốt thời gian rộ lên tin đồn yêu đương. Doanh nhân John Tuấn Nguyễn bất ngờ đăng tải hình ảnh vui vẻ bên Lan Khuê cùng lời chia sẻ Cat out the bag, tạm dịch, mèo đã ra khỏi túi. Có vẻ như John Tuấn Nguyễn đã sẵn sàng công khai quan hệ tình ái với Lan Khuê. Bức ảnh selfie thân mật càng khiến dư luận thêm phần chắc chắn về thông tin Lan Khuê sẽ lên xa hoa vào đầu tháng 10 tới. Trước đó, cư dân mạng không khỏi bất ngờ và hoang mang trước thông tin Lan Khuê sẽ kết hôn vào đầu tháng 10. Sau đó không lâu, một trang chuyên về showbiz gây chú ý khi đăng tải hình ảnh mới nhất của cặp đôi. Theo nguồn tin này, cả hai có mặt tại một trung tâm tiệc cưới để đặt tiệc cho ngày trọng đại vào tháng 10. Sau đó, cả hai bị bắt gặp có mặt tại một trung tâm tổ chức tiệc cưới. Nhiều ý kiến khẳng định Lan Khuê và hôn phu đang bàn thảo về đám cưới sắp tới. Lan Khuê và John Tuấn Nguyễn vướng nghi án hẹn hò từ tháng 3 khi cư dân mạng tình cờ phát hiện những điểm trùng hợp của cả hai trên mạng xã hội. Tuy nhiên, trước lời bàn tán của nhiều người, cặp đôi vẫn quyết định giữ thái độ im lặng.
Thời gian này, chân dài có vẻ đang say đắm trong men tình trước ngày lên xe hoa. Trên trang cá nhân, cô đăng bức ảnh tựa vào cánh tay một người đàn ông và tâm sự. Anh ấy nói muốn dành cho tôi mọi thứ trên đời.